Ai mình xin chào tất cả anh em nha. Bữa nay mình quay lại con xe ba bánh tự chế của mình nha anh em. Rồi mình quay rồi mình quay cái thông số cho nó chuẩn chuẩn rồi quay vòng vòng cho nó kỹ chút xíu rồi anh em chế theo nha. Chứ bữa bữa hổm có anh em điện cho mình hỏi mình cái thông số để mình chế chiếc xe cho nó chuẩn đặng mà chạy nó dễ. Rồi bây giờ mình đổi camera lại, mình quay chi tiết anh em xem rồi anh em tham khảo, rồi anh em rút thêm kinh nghiệm rồi mình độ chế thêm nha, chứ không cần thiết là phải chế giống như xe của em nha. Rồi đây là toàn diện cái chiếc xe của mình nha. Để mình quay một vòng rồi mình đo thông số cho anh em tham khảo rồi rút kinh nghiệm rồi mình chế cho nó chuẩn nhất có thể nha. Đây là cái hộp thước nè. Cái này bữa hổm là em có chỉ rồi, có chia sẻ với mấy anh em rồi, nên bây giờ anh em kêu mình quay chi tiết, mình quay thêm chi tiết lại cho nó kỹ một chút xíu. Cái chiều dài của chiếc xe mình là chiều dài 2 mét nha anh em. 2 mét. 2 mét là mình đo mình tính cái thông số của cái sườn ở trên nè. Dưới đối với cái khung còn dưới này một cái khung nữa. Cái khung dưới này là anh em phải là làm cho cái sườn nó cứng cáp nha. Ở trên đây anh em làm sắt mỏng một chút cũng được, mà quan trọng nhất là cái khung nè. Cái khung là mình phải là cứng cáp, tại xe của mình chạy nếu mà anh em làm mềm quá thì chạy nó bị xeo dẹo, nên phải làm sắt là sắt phải cho cứng. Cái này là sắt hộp 48 nè, là loại dày nhất luôn á. Rồi tiếp theo là cái này mình hàn cái từ đầu khung ha, từ đầu khung mình đo từ đầu khung của cái sườn. Mình hàn cây cầu nếu mà cầu 2 mét thì anh em làm cho mình từ trước thụt lại đằng sau. Thụt ở đằng sau tầm 1m1 đến 1m2. Nếu anh em làm được thụt ở đằng sau 1m2 thì anh em chạy đầu xe của mình nó nặng đầu xuống lên cầu cao đồ nó không có nhõng bánh trước xe mình được nha. Chứ anh em đừng có chia 5 năm. Chia 5 năm thì nó nếu lên cầu cao thì bánh xe trước của mình nó bị nhẹ đầu. Thì anh em tính sao là từ từ khung trước đến hạn đến đặt cây cầu thì chia sao cho nó tầm trên lệch từ 1 đến 2 tấc, chứ không được chia 5 năm. Chia 5 năm là đầu xe của mình nó bị nhẹ liền. Chia 2 tấc thì càng tốt. Với hai nữa là cái cầu nha, cái cầu này là nó một cầu 1 mét nha anh em. Cầu 1 mét mà mình phủ bì bánh này qua bánh bên đó là nó tầm ra là 1m1, là lọt lòng luôn á, là 1m1.
chạy cầu nhỏ 1 mét trở lên vậy nó vững xe, chứ anh em đừng có xài cầu 9 tấc hay là 8 tấc. Nếu mà anh xài cầu nhỏ quá mà anh em chở cao quá thì nó bị như chạy đường trường thì nó không sao, mà sợ vô mấy cái đường vườn mà nó lộ nó bị lỗ hang á, anh em xuống thì nó nghiêng xe ghê lắm, nó nghiêng mà anh em xuống nghiêng mà đột ngột mạnh quá có thể lật xe luôn nha, tại cầu nhỏ nó ấy. Nhíp nè, nhíp nhíp của mình là nhíp 5 lá nha, 5 lá mà chạy mới có, ủa chở có mới có 300 kg thôi. Vàng nhạt mình đi trên xe chỉ có 300 kg mà thấy nhíp nó muốn thẳng à. Nhíp nó hơi thẳng thiệt. Mà chạy thì ổ gà thì nó im lắm. Ổ gà thì mình chạy từ từ thôi nha. Chứ đừng có xuống đột ngột mạnh quá. Tại vì cái phần cầu với cái sườn trên mình không có làm cái cây mà chống kịch đó. Chống kịch là của cái phuộc xe sau mình chổi lên làm cho nó xuống cái mức độ đó là nó hết, nên mình không có làm. Anh em nào có muốn làm thêm á, làm thêm thì nhíp của mình có thẳng á, chở nặng thêm thì anh em làm cái cây đó cho nó chống kịch lên, chống lên làm cho nhíp nó xuống ừ tới khoảng đó là nó hết hết nhíp, nó không xuống nữa, nó kịch ở đó. Quay cái thắng cho anh em nè, cái thắng là mình làm thêm một ống tiếp dày hoặc là sắt đặt, nếu mà anh em làm sắt đặt thì nó ngon hơn, chứ đừng có làm ống tiếp mà mỏng quá thì mình đạp thắng nó bị dẹo nha, bị dẹo ống tiếp. Sắt đặt thì đạp ok rồi, cứng cáp không dẹo nổi. Nè, cái này là cái thắng gạch về phía trước nè, nhưng mình đạp chân á. Cái này là thắng của cái bánh mà mình kéo. Đây là cái thắng của cái phanh tay. Rồi ở dưới này là cái thắng của cái bánh sau ở bên đây. Với cái cây này thì cây 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 này thì nó của cái lò xo, có em có làm thêm cái lò xo nè, lò xo thẳng mình là lúc mình nhả thắng là lò xo này nó kéo cái thắng lên nó trả về hết nha. Anh em đạp đạp nó dịu dịu cái giò cảm giác nó ngon lắm, giống như nè cái thắng nè, anh em đạp đó, anh em buông lên là nó chạy lên nha. Đó. Nó nhả lên liền luôn á đó. Anh em nếu mà không làm lò xo thì nó cũng phải nhả lên mà nó nhả lên nó không có mạnh bằng mình có làm thêm cái lò xo nha. Thứ hai quay cái kết cấu của cái hàng hàng của cái đuôi xe với cái thùng xe. Đây là cái hộp nè, cái hộp mình hàng câu vô nè, câu vô mình có hàng rồi mình đệm thêm cái chữ cái V5 nha, V5 mình hàng kẹp cái nữa cho nó cứng cáp. V5 như gì nè, nè V5 nè, mình xài xài loại dày không à, không có loại mỏng, loại dày mình hàng vô đây nè, hàng vô đây cho nó hàng hai lớp. Hàng sắt hộp vô rồi thì mình hàn thêm cái V5 này kẹp vô cái nữa. Cái này là sắt V5 mình hàn từ trong cái sườn xe đi lên. Mình cắt cái xe là cắt tới cái chỗ ngang của cái bình xăng nè. Cái chỗ ngang này là mình cắt sau này mình căng xe mình để cây thước thủy á, anh em để lên cho nó ngay
canh thước thủy nó ngay xe đặng mình hàng xe nó mới đứng được nha. Còn cái tiêu chuẩn này đặng mình bỏ thức cái thước thủy lên đặng mình canh xe. Với ống tiếp này là ống tiếp băm 4 mà. Băm 4 mình mua mình đóng vô trong cái như trong cái cây sườn này nè, nó có cái lỗ tròn sắt băm 4 anh em đóng vô nó vừa. Anh em cắt khúc khoảng chừng 5 tấc vậy đó, anh em đóng sâu ngập vô, đóng chừng nào cho nó hết vô thôi. Đóng rồi anh em cắt rồi anh em hàn thêm, như mình hàn cái khớp này rồi phải không? Khớp này rồi thì mình hàn thêm cái ống tiếp. Như anh em đóng vô trong cái cây này cho nó lú ra khoảng vài phân hay là một tấc gì đó, đặng mình hàn thêm cái cây này. Cái cây này nó bị chổi làm sao nè, đó là nó chổi về cái thấy không, cái bẩn phía sau là hơi khó quay. Ở đây là cái ngăn phía trước nè, đây là cái hộp phía sau nè, là cái hộp mình đóng này là mình đóng có như có 3 thanh ngăn à. Cái này cái cây này ha, em chổi vô đây, chổi vô đây anh em đi dài lên, dài lên chổi sóc ngược vô trong cái lỗ của cái sườn xe đó, của cái sắt mà anh em đúc sẵn vô trước đó, anh em chổi vô cho nó sóc chiếc xe lại, đặng cho sau này xe của mình nó nặng đồ nó không có bị gục cái khớp giữa xuống nha. Tại cây đó nó chổi nó sóc lại rồi, nó không có gục nữa, nó chịu lực đó. Cái cây đó nó cũng chịu lực nữa. Hàn vậy nó cứng lắm. Rồi đây là cái hộp số phụ nè. Số phụ thì clip trước mình có giới thiệu rồi. Đây là thắng tay, quanh tay. Dừng xe lại có dốc, rồi đường dốc rồi mình kéo thắng là cho bánh nó đừng có trôi nha. Với cái này là cái quan trọng nè. Anh em nhiều khi anh em gắn cái hộp số mạnh nè. Hộp số mạnh mà anh em canh sao mà kéo cho nó hết gần nha. Như thường thường là nó nằm như cái nhông mình chạy bình thường á, mình không kéo số mạnh thì nó thụt về phía sau. Thụt về phía sau mà anh em kéo số mạnh, kéo cái này nè. Cây này nè, kéo về phía trước là cái nhông nó nhào lên phía trước. Mà anh em kéo cho nó vô, cho nó bám, cho găng cho nó sâu vô. Đặng cho nó lên dốc nặng á, nó bám găng nó sâu vô, nó không có bị tuột. Với hai nhông mình nó xài nó cũng bền hơn. Mà đừng có dặn quá nha, dặn quá thì anh em bị hụt cái nhông ở phía sau. Cái này nó như nó kéo chuẩn nhất là tầm tầm mấy phân mình quên không biết. Cái đó mình quên này. Cái này mình xem lại sao đi. Tại vì nhông á thì phải bám nhông sao, nếu mà nhả ra thì nó chạy phải hết về nhông sao. Nếu mình kéo lên thì nhông nó phải vô hết về phía trước, đặng cho nó chạy cho nó bám nhông vậy, nhông của mình nó bền. Nếu kéo mà không tới nhông thì nó bám ít quá thì nhông của mình nó dễ bị tà đầu á, tà đầu là nó nặng quá cái là nó mau bị tuôn. Nhông này nè,
Rồi với cái phần này thì cũng dễ rồi. Xe mình có cái kiến hậu này như nhìn thì nó cũng không có chuẩn về máy nhưng mà nó cũng được nha anh em, cũng thấy tạm tạm được. Có kiến hậu thì điểm mù của mình nó được giảm xuống, lâu lâu anh em ngước qua anh em nhìn thì nó thấy được chút đỉnh phía sau dễ. Mấy anh em thò đầu ra ra phía sau anh em nhìn cũng được, chạy kỹ một chút xíu. Chạy xe thì tay ga này đừng có lên đột ngột nha anh em, vô số thì từ từ thì anh em bò anh em nhấp từ từ nhẹ 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 lên thôi, chứ đừng có nhóng cái ào nhiều khi nhông nó bắt không kịp nó bị ưa bị tà đầu nhông lắm. Mình chạy xe mình nhóng lên chậm lắm, nhóng từ 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 từ, từ bò đi. À với cái khung này thì video trước mình đã nói rồi, cái khung này thì nó giữ cho cái đầu xe của mình nó ít có bị rung lắc. Cái khung này như cái sườn này mình làm từ đây dòng lên mình ốp vô cái cổ xe, là cái cây này là nó kìm luôn cái đầu xe này, khúc này luôn nè. Xe mình tình trạng rung lắc thì nó ít. Dưới cái phuộc thì muốn ngon á thì lên thêm cái chế thêm cái phuộc đội lên nữa thì nó cứng cáp lắm. Cái phuộc của mình cũng hơi yếu mà mình chạy cũng thấy cũng được nên mình cũng chưa có làm thêm, từ từ mình sẽ làm thêm cái phuộc nữa. Cái phuộc mình mua cái phuộc sao á, phuộc sao mình đội lên cho chịu lực cái này tiếp. Rồi chi tiết xe thì cũng đơn giản lắm, rồi anh em rút kinh nghiệm rồi anh em chế cháo thêm. Xe của mình thì xe chở chở dàn nhạc nha, thùng rồi. Đây là tủ máy nè, hàng men, trọng lượng xe là 300 kg. Như hai súp tủ máy, 4 cái folder. Mà cái này á mình cái folder này mình kẹp lại rồi khi nào hát á, thì mình dựng lên, không hát thì mình gom gì bạn mình chạy nó dễ, chứ để cao quá nếu mà dựng lên được chạy được mà cao quá anh em chạy nghiêng nghiêng cái nó thấy ghê lắm, thấy nghiện xe thấy ghê lắm. Nên mình đi là mình lật lên lật xuống, như đường bằng á thì nó dễ lắm, mà sợ mấy cái đường nghiêng nghiêng á, nghiêng nghiêng là xe mình nó chạy nhiều khi mình cảm giác giác như là nó không an toàn, giống như là nó muốn lật không vậy đó. Rồi bye bye anh em nha.